Chào mừng các bạn đến với hệ thống laptop Satay Shop. Trước mặt chúng ta là một mẫu laptop hàng đầu thế giới đến từ hãng Dell, Dell XPS 9510. Chúng ta sẽ tìm xem tại sao hãng Dell lại tạo ra một cái option nó hơi lạ. Có nghĩa là một chiếc laptop mỏng, đẹp, thời trang lại gắn với một cái kẹp màn hình RTX. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về ngoại hình, chất liệu để làm nên cái máy này nó có gì khác biệt nhé. Thường thì chúng ta đều biết rằng XPS sẽ có hai option là 13 inch và 15 inch. Gần đây thì họ cho ra thêm một phân khúc là 14 nữa, nhưng phổ thông nhất nó vẫn là 13 hoặc là 15. Ở đây thì chiếc laptop này trong tầm giá 25-30 triệu, một chiếc XPS 9510, nó sở hữu một cái vỏ kim loại, sợi carbon bên trong, một cái dãy loa, một bộ bàn phím cực đẹp, đặc biệt là một cái màn hình phải nói rằng cực kỳ ưng ý luôn, tràn viền nè, mặt màn hình Full HD cộng. Nó có nhiều loại màn hình, có khi 2K, 3K hoặc là 4K. Thì thông thường giới văn phòng chỉ cần từ Full HD trở lên là đạt tiêu chuẩn. Ở đây điều tôi muốn nói không phải vì độ bền. Chúng ta đều biết XPS đạt cái độ bền rất cao. Họ là một trong những thương hiệu hàng đầu thế giới toàn cầu, chiếm lĩnh toàn bộ thế giới thời trang cao cấp mà các business, các CEO, lãnh đạo rất yêu thích. Thì ở đây chúng ta đặt câu hỏi, cũng như là nhiều người đang thắc mắc, tại sao cái chiếc XPS này nó lại đi với chip H và nó không thuần quá game, mà nó cũng không thuần một cái gì đó nó hơi mơ hồ. Ở đây tôi sẽ giải thích kỹ hơn tí xíu. Thời trang là đó là gắn liền với cái XPS cao cấp, nhưng ý đồ của hãng đặt ra trên chiếc XPS 95 này đó là một cái sự mỏng đẹp sang trọng, nhưng nó mang một sức mạnh bên trong. Có nghĩa là người dùng có thể đi làm, tôi làm một cái laptop văn phòng, nhưng tôi về tôi có thời gian, tôi giải trí ít game, thay vì tôi phải mua một chiếc laptop gaming của dòng G15 của hãng Dell thì nó lại quá dày, nó quá to, nó phù hợp với các bạn sinh viên hơn. Tôi là một người làm văn phòng, tôi có điều kiện khá tiền, tôi bỏ ra 25, 30 triệu, 40 triệu. Những cái mẫu cận gần đây thì ví dụ 9530 hoặc là 9540 thì nó sẽ vượt khung trên 40 triệu. Tại chúng tôi cũng đang có sẵn. Thì nó cũng sẽ có cái form gần giống như thế này, nó chỉ up thêm những cái cấu hình cao hơn tí xíu. Ví dụ như đi cùng với nó là cạp màn hình 4050, 4070. Thì ở đây một cái cạp màn hình trước mặt chúng ta là 3050, đi cùng với đó một cấu hình Core i7-11800 chip H. Rõ ràng ở đây nhà thiết kế muốn tạo ra một cái option rất mạnh để thỏa mãn cái người dùng, đó là giới dân phòng. Hoặc có thể là một những bạn nữ, bạn cần một chiếc laptop màn hình to, rộng rãi, nhưng tôi không cần hầm hố, tôi cần phải có một chiếc laptop mỏng đẹp nhưng nó mạnh để chúng tôi có thể chỉnh sửa phim ảnh được. Chúng tôi không hề thích chơi quá nhiều giải trí nhưng nó phải có thể giải trí được. Thì đây là một cái mẫu thuộc cái dạng như vậy. Và các bạn để ý rằng các cái dòng game nó sẽ ít lớp bảo mật nhiều hơn là những cái dòng cao cấp như thế này. Thì ở đây dòng XPS sẽ có hội tụ rất nhiều lớp bảo mật. Trong đó thì trước mặt chúng ta một chiếc laptop bảo mật vân tay, một chạm trên nút power và bảo mật trên hàng loạt các cái phương tiện về camera, về các cái IR, họ đều tích hợp hàng loạt vào trên chiếc laptop XPS này. Nó rất xứng đáng để chúng ta quan tâm. Về độ bền, đó là một trong những thương hiệu đứng đầu thế giới hiện tại, hầu như họ chiếm lĩnh. Trong các năm gần đây thì chúng ta thấy rằng HP có một phân khúc, đó là Envy và Spectre, thì hầu như trước đây họ rất mạnh mẽ, nhưng các năm gần đây tôi thấy rằng hơi bị lu mờ tí xíu, do họ không cải tạo lên những cái mẫu nhiều quá, và họ vẫn giữ cái độ dày cho cái dòng máy nó hơi dày. Có thể điều đó làm cho cản trở cái nhóm khách hàng họ muốn một chiếc laptop mỏng cứng cáp hơn. Trở lại với chiếc laptop 9510 này, chúng ta sẽ thấy rằng các cái cổng máy nó thỏa mãn chúng ta rất nhiều. Tất cả bên hông trái đều là Type-C, một cái khóa an toàn. Bên tay phải thì vẫn có thêm một cái khe, đây là SD card, một cái headphone micro, hầu như toàn là USB-C không. Rất gọn, rất đẹp và các cạnh đều được mạ kim loại. Hầu như cầm trên chiếc laptop có cái dòng chữ XPS nhưng rất là kiểu cách, rất đẹp, đúng chuẩn Mỹ. Đó là cái mà chúng tôi cần. Một chiếc laptop nó phải thỏa mãn được độ đẹp nè, đầy đủ cổng, cổng đời mới, hợp kim và sợi carbon. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích sâu hơn về chiếc laptop này nhé.
Trước mặt chúng ta một chiếc laptop với RAM rất lớn, dao động tầm từ 16GB. Có mẫu sẽ là 32. Nó tùy option để chúng ta chọn lựa nhé. Với ổ cứng sử dụng trên chiếc laptop là M12 PCL, nó sẽ có khá nhiều option để các bạn có thể chọn tại chúng tôi, Laptop Setup Shop. Ở đây trong tầm giá tầm 25 đến 30, chúng ta sẽ có nhiều lựa chọn. Với RAM 16 ổ 512 thì mức giá dao động tầm 27-28 triệu. Ngoài ra thì với RAM 32, bạn sẽ có option là ổ cứng 1T thì có thể dao động tầm từ 29 đến 31 triệu. Nó tùy vào cái option mà bạn mong muốn. Ở đây chúng tôi phân tích sâu hơn về những cái giá trị mang lại trên chiếc laptop này. Như tôi vừa nói, đây là một option chip H rất mạnh. So với XPS các cái dòng 13 inch thì chúng ta sẽ không thấy chip H, mà nó thay thế bằng chip U. Nó sẽ nhẹ hơn, nó thuận lợi cho bạn đi lại công tác, gọn, mỏng, pin lâu. Thì ở đây một chiếc laptop kim văn phòng, vừa thời trang, vừa bảo mật nhiều lớp và vừa có thể giải trí khi chúng ta thích. Mức độ giải trí ở đây nó bao gồm một số game, nhưng chúng ta vẫn có thể ứng dụng làm chỉnh sửa phim ảnh là rất ok. Ngày nay thì các định dạng render nó cần RTX. Với chiếc laptop hiện tại thì đang có sẵn cạp màn hình từ 3050 cho đến là 3050 Ti. Trên chiếc laptop này thì chúng tôi nghĩ rằng nó dư sức để thỏa mãn các cái ứng dụng mà các bạn cần. Trong đó đặc biệt là nếu với ứng dụng Photoshop AutoCAD 2D thì đây là một chiếc laptop khá là ưng ý. Bởi vì nếu chúng ta bỏ một khoản tiền này để chọn một chiếc Dell Inspiron hay là Vostro, các bạn sẽ có một sự so sánh, bạn thấy chất liệu nó khác nhau hoàn toàn. Và dĩ nhiên nhiều lớp bảo mật hơn sẽ nằm về phía XPS. Hầu như bạn cũng yêu cầu hơn nữa thì chưa có trên thế giới. Hầu như đây là những cái chiếc laptop đỉnh nhất rồi. Và tôi nghĩ đây là một mức giá cũng khá hời vì hiếm hoi về được một chiếc i7 ngon lành như thế này. Trọng lượng chung của chiếc laptop này dao động là 1.7, 1.8, pin là 6 cell, 86W, có nghĩa là cầm sẽ rất là lớn, thoải mái, dao động tầm từ 4-5 giờ trở ly. Nếu như các bạn sử dụng tiết kiệm tí xíu thì pin sẽ cầm lâu hơn. Điểm yêu thích mà tôi khi nhìn vào những dòng XPS là cái nút rất là to. Ngón tay của tôi cũng khá là to nhưng mà tôi đặt vào nó lọt vào trong cái nút thì nó cảm giác rằng nếu như bạn nữ thì bạn sẽ cảm thấy cái bàn phím này nó rất là thoải mái để bạn gõ nó, các cái nút nó không chạm với nhau. Hầu như chất liệu nó khác hết, nó khác như những gì bạn thấy. Bạn phải đến trực tiếp, bạn xem, bạn sờ vào, bạn cầm trên tay, chứ đừng có coi hết trên mạng rồi chúng ta hoang mang. Tôi nghĩ rằng bất cứ cái gì giá trị lớn nên đến tận nơi, coi tận mắt, cầm trên tay, đúng chất lượng Mỹ thì hãy mua. Còn những chất lượng ở những quốc gia khác thì cũng giới hạn tí xíu, bởi vì cái tiêu chuẩn Mỹ nó là luôn luôn cao nhất đối với cái dòng này. Chúng tôi có được sự hỗ trợ của từ hãng cho nên là bất cứ cái gì linh kiện chúng tôi có thể order về chính hãng để cho nó an tâm hơn đối với người dùng. Đó cũng là lý do bao nhiêu năm qua chúng tôi chọn các cái hãng từ Mỹ, nó tiêu chuẩn nó cao hơn, độ uy tín nó cũng cao hơn. Và cũng rất cảm ơn rất là nhiều công doanh nghiệp, những cá nhân luôn luôn tin yêu chọn lựa chúng tôi. Chúng ta hãy cùng nhau trải nghiệm một ít hình ảnh cũng như là âm thanh trên dòng máy này nhé. Chúng ta cùng nhau trải nghiệm một đoạn video trên YouTube trên chiếc laptop XPS 9510. Màn hình trước mặt chúng ta là dòng màn hình Full HD cộng. Có nhiều định dạng màn hình như tôi nói, từ Full HD trở lên, 2K, 3K, 4K. Ở đây điều quan trọng là những chất liệu màn hình, những chất lượng màn hình. Đối với chúng tôi nó khá quan trọng trên dòng XPS, bởi vì đối với những người dùng đối tượng kén, đối tượng khó thì XPS mới chinh phục được họ. Ở đây màn hình này đạt ánh độ sáng là 500 nits với hàng loạt các cái tính năng. Trong đó thì màn hình Full HD cộng là một cái màn hình vừa vặn để chúng ta có thể xem, đánh giá, test màu khi chúng ta in poster cũng như là chúng ta giải trí. Thì cái màn hình này nó chuẩn, nó không có làm cho chúng ta mỏi mắt. Còn một số bạn thích cái màn hình từ 3K, 4K thì nếu chúng ta sử dụng đúng mục đích nó sẽ cảm thấy rất hài lòng. Ngược lại khi chúng ta ngồi lâu trên máy nó cũng không phải là một điều hay, bởi vì nó sẽ cho cái màu rất là tươi, tươi như cái TV. Thì nó cũng có khi nó cũng làm cho mắt chúng ta cũng hơi mỏi. Cho nên là tùy vào đối tượng, tùy vào cái người dùng, chứ chúng ta không nên nghe bạn của chúng ta hay ai đó tư vấn nhất định phải lấy cái này cái kia. Ở đây chúng tôi tiếp xúc với máy tính một ngày gần 10 đến 20 máy, những mẫu mới về chúng tôi đều cảm giác được và chúng tôi bán theo đối tượng của mình. Tôi tư vấn rất là sát cái người dùng cũng như là cái mục đích của người dùng để các bạn xài lâu dài chứ không phải là chỉ xài 1-2 ngày.
chúng ta sử dụng như mục đích làm việc là chính, cho nên chúng ta cần phải hiểu rõ được cấu trúc bàn phím, cấu trúc màn hình, loa hay là tốc độ. Đó là những cái giá trị trên chiếc laptop. Nếu có điều kiện thì tôi mời bạn đến showroom tại 6173 tháng 2. Tại đây chúng tôi có trưng bày rất là nhiều mã từ 9510, 9520, 9530 cho đến những dòng 13 inch như là những mới ra đều có là như là 9320 Plus, 9340, 9440, hàng loạt các cái mẫu mới ra. Có thể bạn sẽ thỏa mãn một phần nào đó để chúng ta quyết định nên chọn mua cái loại nào nó tốt cho mình, nó phù hợp với túi tiền của mình. Chúng tôi luôn luôn bảo vệ quyền lợi của khách hàng khi mua sản phẩm tại shop. Khi mua hàng, bạn sẽ được hỗ trợ từ các chuyên gia IT hàng đầu của chúng tôi từ lúc mua cho đến khi thành thạo sử dụng. Vì chúng tôi muốn máy tính của bạn mua nó phải thật sự bền và xứng đáng với số tiền bạn bỏ ra. Đặc biệt thì chúng tôi sẽ tặng kèm bạn một cái gối bảo dưỡng theo tiêu chuẩn ASTE của Hoa Kỳ để máy bạn đảm bảo được hoạt động ổn định nhất. Nay thì các ứng dụng như UltraView hay TeamViewer rất là tiện lợi. Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn từ xa. Kể cả sau này khi hết thời hạn bảo hành thì chúng tôi vẫn hết lòng hỗ trợ bạn và giúp đỡ bạn. Bạn có thể đến showroom của hệ thống laptop sách tay shop tại địa chỉ 617 đường 3 tháng 2, phường 8, quận 10, Hồ Chí Minh để trực tiếp xem các cái mẫu máy tính. Chúng ta có thể mua trả góp bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó có trả góp 0%. Chúng tôi chấp nhận thanh toán tất cả các loại thẻ ngân hàng từ nội địa và quốc tế. Nếu như các bạn ở xa mà không có điều kiện đến shop, bạn vẫn có thể mua online trên web của chúng tôi. Bạn hãy truy cập vào laptopsatayshop.com hoặc liên hệ hotline 090 3344 188 và 0909 344 188 để được hỗ trợ tốt nhất nhé. Tôi hy vọng sẽ gặp lại bạn vào một ngày không xa. Xin chúc bạn thật nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công nhé.